tin chấn động. Trước màn hình quý ông bà của chú anh chị, đây là một cô gái 20 tuổi bị ông ngoại U70 ở Việt Kiều Úc về để mà cưới hỏi, và sau này tóa hỏa qua ông ngoại ôm quần chạy thục mạng. Không hiểu câu chuyện này như thế nào, tem mời tất cả quý của chú anh chị hãy đồng hành em hết video sẽ hiểu hơn về câu chuyện này ạ. Có hỏi ha. Dạ. Anh mới nói là đã mất rồi mà có đứa gái bên Úc á. Có người con trai ở bên Việt Nam. Tên là tặng giả ở Mỹ Tho. Em mới nói là em quen á, là chết vợ, không phải là vợ mất. Không phải thôi vợ, cũng không có vợ, chứ em không có mấy người có vợ. Rồi ông mới nói là vợ mất lâu rồi. Thấy vậy nói chuyện rồi ông mới thôi đi. Để anh về anh cưới, anh cưới em gì bán. Em nghĩ không. Rồi anh chào em nha. Đó thì cái sự việc mà em nhờ mấy tụi anh quay đó là cái sự việc làm sao ạ? Chồng em làm sao? Dạ đó em còn nhỏ khoảng 20 tuổi. Có người bạn bên Úc á. Là em gửi hình ảnh về nước chơi. Cái anh ấy là gặp em á, anh mới nói thôi để giúp đỡ để về bên bển nó làm á. Rồi ảnh mấy cái hình em về bển. Cái anh mới đem về bển, ảnh nói là đăng báo. Rồi anh đăng báo như là đăng báo người Việt á. Cho em. Rồi cái anh nói ví dụ như anh đăng báo vậy, rồi ai gặp á thì tự gọi em tự chọn người đó. Rồi em lấy chồng. Rồi đăng báo làm mai hay gì? Dạ đăng báo như bên Úc là đăng báo như bằng mai, như là đăng báo bên người Việt á, anh có chụp hình thôi cho em coi nghe. Như giống bây giờ kết nối yêu thương ha. Dạ mà mình đăng báo người Việt á. Hồi đó là chưa có công nghệ, bây giờ là đó là đăng báo giấy. Đăng báo giấy đúng rồi. Đăng báo giấy. Nghe anh nói là phát tới nhà không có miễn phí, không có lấy tiền. Mà là ai đọc được á thì người đó gọi cho mình tự chọn cái người đó. Mà lúc đó sao em quen cái ông này? Thì người đó chỉ gọi gì đó, như là em kể đó là gọi điện thoại cho em đó. Tại vì em đăng báo. Như là một người khác nữa ha. Dạ một người bạn bên Úc. Người bạn lấy Úc. Hình của em. Lấy hình của em. Đăng báo lên. Về bên Úc đăng báo. Đăng báo Việt á, người Việt á. Đăng báo Việt á bên người bên Úc của anh á. Đăng tiễn chồng á. Nó đúng rồi, đúng đăng tiễn chồng á. Rồi ví dụ như anh có đọc được á. Thì anh mới gọi cho em. Anh nói chuyện với em á là vậy đó. Rồi cũng quen em thì tự em chọn như hai người nó chị hợp á thì về Việt Nam. Thì em gặp anh này nè. Mà mình đăng báo nó khoảng bao lâu là mới gặp được cái ông nội em này? Em không biết anh đăng báo. Bây giờ nè, em họ tên em là gì? Nguyễn Ngọc Thuyền. Thuyền hả? Nguyễn Ngọc Thuyền là nó thời điểm đó là em nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi? Em khoảng 20. Thời điểm 20. Bây giờ là em 33. 33. Chỉ là 13 năm rồi. 13 14 năm rồi. Tết nay nó 14. Tết nay 14. Nếu Tết nay nó lại 34 tuổi. Rồi thời điểm là về làm đám cưới em luôn. Dạ, nói chuyện khoảng 1 năm. Là cái người kia đăng lên xong rồi cái ông này ông mới biết số điện thoại của em. Dạ đúng rồi. Rồi ông điện về. Đúng rồi, em. Rồi lúc đó ông điện về ông nói làm sao? Thì nói chuyện qua lại hỏi em làm nghề gì, rồi em nói em đang học nghề tóc. Rồi anh mới nói thôi để thấy em tội nghiệp chứ anh thương về anh cưới, anh rước về bển. Rước em á anh lo cho em anh chết cũng được nữa, anh cũng mãn nguyện nữa. Hết vậy đó. Dạ. Rồi thấy vậy em mới đợi tới giờ 13 năm mà không có rước. Nhưng mà cái hồi lúc đó là mình có biết ổng là có vợ hay gì không? Dạ có hỏi. Có hỏi ha. Dạ. Anh mới nói là vợ mất rồi mà có đứa gái bên Úc á. Có người con trai ở bên Việt Nam. Tên là tặng vợ ở Mỹ Tho. Rồi em mới nói là em quen á là chết vợ, không phải là vợ mất. Không phải thôi vợ, cũng không có vợ, chứ em không có mấy người có vợ. Rồi ổng mới nói là vợ mất lâu rồi. Thấy vậy em nói chuyện rồi ổng mới thôi đi. Để anh về anh cưới, anh rước em về bển. Em nghỉ học nghề tóc đi. Rồi mẹ em học có 4-5 tháng nói chuyện với ảnh rồi vậy. Em nghỉ. Em nghỉ rồi nói chuyện cũng năm, anh mới về. Rồi anh mới làm đám á. Rồi hai người nói chuyện qua lại một năm trời ha. Một năm trời rồi mới rồi ổng mới về nước. Dạ, mới cưới. Rồi là về mà nói chuyện một năm mà về nước mới cưới. Dạ, hồi đó em còn học tóc mà người tóc mới học có 4 tháng à. Hay em có người em đó mà hai chị em học chung mà bé kia nó học
ra nghề nó còn làm, em thì học văn võ mới bằng nữa em nghĩ. Rồi ông hứa em đủ điều chưa hay gì? Dạ không, hứa rước em mà lo em về bển thôi à. Dạ không có. Tới con đi. Rồi hồi lúc đó là à, nếu mà cứ xong mà cứ lúc đám cưới đó là ông có cho em gì không? Dạ cũng cho vàng. Cho nhiều không? Dạ cũng bình thường thôi nha. À. Bình thường dạ, là bao nhiêu? Dạ, khoảng nhiêu? Cây à. Ừ. Với lại em cũng có đòi hỏi nó mới cho không? Ừ. À, dạ tiền thì không có. À, lúc mà cưới là con của cái anh đó có về không? Dạ không có về. Chỉ có mình ông đó về dạ, thôi. Tại vì ông có đứa con gái bên Úc. Là ảnh đang ở nghe anh kể nha, đang ở với người đó, người đó tên là Diễm, còn một người con trai nó thì ở bên Việt Nam, ở nghe nó ở thành phố Mỹ Tho, tên là Tặng, mà cũng có về nước nghe anh kể gì thôi, mà em cũng có thấy nhạc. Thì nó có mới thì gặp có con. Từ. Dạ hồi mới thì nó có con. Chút xíu rồi hỏi, em hỏi chị xem. Hồi mới thì gặp. Đây chút luôn con hỏi cô sao? Để hỏi con bé này trước đi. Không từ em hỏi con em hỏi chút hỏi chị sao chị biết cái mày vậy rồi ổng nói là ổng có vợ của con cái đó mà vợ mất rồi ha rồi ổng bây giờ là ổng hồi tết này có gì không nghe nói về chồng quen với mà có gì đây không có gì gặp em không dạ ổng có về mà có gọi điện thoại rồi này chứ nọ rồi có gặp rồi đi. Rồi mục đích bây giờ em kêu tụi anh đăng lên là về cái gì? Dạ đăng là kêu ảnh là gọi lại em. Hỏi nó là làm sao về cưới em. Rồi nói rước em mà không rước nữa. Đợi mấy năm nay rồi. Không liên lạc. Nói rồi Tết giờ ông muốn về. Vậy thôi. Rồi em với ông có con không? Đấy. Là cái thời điểm mà đấy. Cưới xong á là ở với đây với em bao lâu? Dạ anh về một lần 3 tháng. À, ở chung ở với em bà 3 tháng. Ở nhà em 3 tháng. Dạ. Rồi thì, ví dụ như ở như em tháng hay là tuần mới về thì tặng con à. Tới lưu. Bây giờ là mục đích là em là còn hương ống là kêu ống quay về hay là sao rước em đi hay là dạ. Là em chỉ hỏi là rước tặng để trả lời một cái ha. Em còn hương ống dạ. Ha. Dạ phải cũng còn nó buồn. Buồn ha. Dạ buồn. Nói sao lo rước mà đợi tới giờ. Đợi mười mấy năm rồi. Đợi rước mười mấy năm mà không rước nữa. Rồi tóc em là em buồn là em xuống tóc hay gì? Dạ. Em xuống tóc hồi nào? Dạ, tháng rưỡi rồi đấy. Cứ hứa người ta trông đợi từ hồi ấy tới giờ mà tự nhiên bây giờ là như vậy mà kêu người ta không buồn sao được. Em không có quen em với lại mấy vị mấy cô sớm hay không biết. Vậy hả? Rồi mỗi một năm thì ông về là ở em là 2-3 tháng gì đó rồi đi. Dạ khoảng chừng 2 năm nay thì không có về, mới về hồi Tết thôi. À. Dạ. Rồi có gọi điện thoại liên lạc qua lại. Có qua lại nói chuyện bình dạ, thường. Dạ nói chuyện bình thường. Ừ. Rồi từ hàng Tết tới giờ em gọi nhắn tin mà thấy đọc. À, gọi không có gọi lại. Ừ. Rồi hàng tháng có, đọc, có trả tiền có dạ, cho tiền đọc, em không? Tại vì em gọi thường gọi Uber. Ừ. Hàng tháng có cho tiền em không? Dạ không, hàng tháng thì không có quy định hàng tháng. Hàng khi em kẹt nó anh ơi em hết tiền rồi muốn gì ăn thì anh gửi cho 20 triệu đó. À. Chứ là anh không có gửi quy định hàng tháng. Ừ. Dạ. Rồi lúc đó là em nhắn tin ổng mà nhắn cái gì mà ổng không dạ, em xài Weber cơ mà. Weber không ha? Weber cơ mà, gọi Weber cơ mà. Weber. Mà em nhắn tin là ổng coi mà em không thấy là vẫn đọc như là mình gửi thì nó đánh dấu. Màu trắng rồi khi mà thấy người ta đọc thì cũng màu xanh. Dạ thấy đọc không có trả lời. Mà gọi thì vẫn vô bình thường mà không có gọi lại mà không có bắt máy. Ừ. Và đó hồi đó đi làm hay làm cái gì cũng vậy. Về là gọi vậy mà nói ừ anh mít làm gì về. Lát nữa anh tắm hay làm cái gì đó anh gọi lại. Từ đó tới giờ em gọi không có gọi lại mà đọc tin nhắn không có trả lời. Vậy là em bị em lừa rồi. Rồi tiền bạc mẹ thì sao? Kêu em thôi lấy chồng đi. Ừ. Mấy cô em kêu lấy chồng đi mà em không chịu. Lúc nãy em gọi anh đó em nói vụ mấy trăm triệu là sao? À, đó, ảnh nói em về rồi anh cầm găng rồi mấy trăm triệu á. Ừ.
rồi em nói mẹ đưa cho anh chồng rồi anh mượn rồi nữa anh gửi lại, rồi thấy vậy tết giờ không em cũng thấy anh trộn nào không có nhắn tin luôn à, tổng bao nhiêu tiền? Dạ nghe nói chồng gần 100 triệu hay 150 rồi dạ. Còn bao nhiêu tiền mà để làm lo giấy tờ cho em rước em nữa? Không, phải nói rõ ra ở đây. Tại em nhờ anh tới mà quay mà. Là tổng hết bao nhiêu tiền? Là cái chồng em lấy của mẹ em là bao nhiêu tiền? Dạ 200 mấy 200 cũng gặp. Ừ, có lấy hạt không? Dạ. Chứ là anh mượn thôi chứ không phải lấy. Thì anh mượn á. Anh thiếu thì cho anh mượn chồng hàm găng. Vậy thôi chứ. Vậy là găng ống lúc đó rụng hết rồi. Rồi rụng hết mới chồng hồi Tết vậy. Cũng hầm trên hầm dưới. Dạ hết luôn á vậy. Cũng hết luôn hả? Dạ nghe nó chọc hết luôn. Mà hiện tại giờ ổng là nhiêu tuổi rồi? Thì hồi đó năm mấy chứ giờ cũng sáu mấy. Sáu mấy ha? Sáu mấy bảy mấy. Hồi đó rồi. Là 50 mấy 57 56. Hồi đó 50 kể như 57 đi mà cách nay là 13 năm là biết nhiêu chưa, 70 rồi đó. Dạ đúng rồi. Không? Dạ đúng rồi, 70 tuổi rồi đó. Dạ đúng rồi. Chắc vậy. Vậy bây giờ chừng ổng đi không có nổi nữa rồi nên em không về rước em được. Dạ ổng có hồi Tết này có về mà quấn bình thường, quấn khỏe mà. Phải quấn trồng răng bình thường luôn. Trồng răng luôn. Đẹp luôn. Đẹp trai không? Đẹp luôn. Trời ơi. Trời hàm răng anh không bằng hàm răng ảnh. Mới làm cho mấy chục triệu sao bạn được. Răng chồng mà. Ý em nói là răng chồng đẹp. Không, bây giờ là em còn thương chồng nhiều không? Rồi em nhắn chồng á là nhắn thì sao anh nhắn. Em nhắn tin nó nói ủa sao em gọi anh hoài mà anh không gọi lại. Bây giờ còn không? Đó. Không, ý em giờ em nhắn trên điện thoại nè, em nhắn trên màn hình nè, em nhắn là anh ơi sao sao đó. Cho ổng coi được clip thì ổng về. Thì em nhắn nó thì em gửi lại là em nói anh sao mà không có gọi em nữa. Rồi tại sao mà em nhắn tin rồi này kia nọ mà anh không trả lời. Chỉ là gọi về nó hỏi cho em hỏi lý do tại sao vậy thôi. Chứ biết lý do. Với lại nói sao tại sao mà cưới hỏi rồi. Hôm nay nó 13 năm mà hứa rước. Mà không rước nó là lo em mà rước em mà chết cũng được mãn nguyện nữa mà sao mà không rước bỏ luôn ta. Hồi Tết tới giờ. Sao cái lần thời điểm mà cưới thì xong sao không kêu dẫn về chỗ con trai chơi? Dạ anh cứ kêu với lại bé đó người đó cũng kêu em bằng gì vậy á. Tại phải biết đi rồi biết nhà không? Đó có xuống dưới em mà không có lại nhà nha, như lại quán cà phê á. Rồi không, ý là anh hỏi em kìa, em có biết nhà ở bên kia không? Dạ hồi mới thì không biết, có em gái em biết. Em gái em biết. Dạ em gái em biết. Là biết cái nhà ở bên gì Mỹ Tho. Dạ biết. Rồi sao không kêu em gái lại hỏi? Đi qua dạ, Mỹ Tho. Bây giờ ổng bên Úc rồi mà. Thì hỏi con trai á. Dạ em cũng không biết nữa. Ừ, lại hỏi coi lý do làm sao với hai là sao không liên lạc được. Quẳng điện vô hồi Tết tới giờ mà không có liên lạc thôi. Bây giờ em lấy máy em điện ông thử coi được không? Ừ, chạy vô tút mà không bắt máy. Rồi em đến điện máy em điện thử coi. Máy em bỏ điện thường. Ừ, điện nào cũng được hết. Điện thường. Điện chiếc quen thuộc lọc hơn 14, 13, 14 số anh thuộc luôn. Dạ. Bấm chiếc quen luôn hả? Dạ, em thuộc rồi. Bấm tiếng lò lên thử coi. Vô không bắt máy. Nhắn tin có đâu chuông không? Nhắn tin nói đập đi vô. Bản chuông nó riêng một xíu quá giống như bên mình. Đây, là hết á. Em thuộc lòng luôn tại vì rồi lý do tại sao mà em không kêu em gái em dẫn em về bên chỗ con trai của ông này? Ừ. Dạ thôi liên lạc được rồi dẫn về làm cái gì? Chứ lại mình gọi cũng vô mà. Đâu phải như là ý là không bắt máy, hỏi lý do tại sao không bắt máy mà không liên lạc được. Quyền điện tư với lại em cũng nhầm khi là bé này không muốn là đi vô bến là sợ con ổng đúng khi ổng có ổng 70 là con ổng lớn rồi à. Dạ lớn à, anh tặng cái anh đó cũng gặp gia đình con cũng 3-4 người con nói bây giờ con là con mấy ổng dạt cái gì mà ổng dạt cái con nói dạ đúng rồi như mẹ nói vậy thôi. Tóm lại là điện tóm lại là em lấy chồng đi không quay lại nữa đúng rồi gọi nó mất máy thôi à, nhắn ha. Em chỉ cần em thấy cái gì với ổng gạt con ổng gạt con mà. Cô chị lấy cái ghế gì nhắc vô đây ngồi em luôn ngồi chung nói chuyện luôn. Đây con đang nói mà chút người ta hỏi mẹ mà đợi mẹ cho bà nhìn chút nó bà nó đang tâm sự như này đây nó bà chút đi chị
đấy, chút nữa rồi em hỏi chị. Đó, bây giờ gia đình thì người ta cũng nôn nóng, bây giờ thì đang hỏi con bé này trước. Ừ. Đó, bây giờ là nói là giờ anh không thương em thì nói một tiếng để em lấy chồng phải không? Để giải quyết cho em lấy chồng để em kiếm người khác. Ừ. Chứ gì mà cưới 13 năm mà lo năm về có mấy tháng rồi chơi đã rồi đi mà không rước luôn. Thôi, bỏ giùm em cái câu đó đi. Đừng có đưa vô YouTube. Câu gì? Chơi đã rồi đi. Chơi đã rồi đi á. Không. Ý là về đi chơi á. Về đây chơi đi đã rồi. Về đây chơi đã rồi đi chứ không phải là cái gì đâu. Dạ. Đó. Rồi mà cũng nếu mà sau này em mà gặp một người là em ở Việt Nam hay là muốn đi nước ngoài nữa? Việt Nam hả? Là những cái tiền bạc đó là của ba mẹ em dành dụm để làm nhà ở nhà trên á. Nhà lại đó hả? Cũng như bé này nó bây giờ là nó không có nghĩ tới ba cái vụ tiền bạc, nó không cần. Nó chỉ cần là cái tình thương của ổng thôi, nhưng mà ổng bây giờ là ổng không có liên lạc được nên là không có giải quyết cái gì được hết. Rồi đi chắc là đêm nào cũng nằm khóc cho hả? Mấy năm hết buồn, cũng nó đợi mấy năm nay mới được buồn. Suy nghĩ lại chứ nói được. Chứ lại mẹ là nó biết nó khóc, nó buồn. Sợ mẹ biết hả? Dạ, lại nhà em có hai chị em mà mấy đó, con cái nhỏ em đó, nó gửi. Đi với em nhà đâu còn ai nữa đâu. Rồi hồi lúc đó em suy nghĩ sao mà em đi xuống tóc? Rồi buồn xuống tóc mới ở vậy với mẹ rồi ăn cơm. Thấy vợ nhăn lừa gạt nhiều, không có như ngày xưa giống như ba mẹ. Ngày xưa sao cũng ở mà một kèo một cũng giống như là người ta nói một chồng một vợ. Giờ em coi YouTube nhiều, em thấy chơi Zalo, Facebook rồi lấy nhau rồi bỏ nhau rồi giết nhau rồi nó sợ, thấy nản buồn. Nản buồn ha. Dạ. Em nói giận. Em buồn thì em cũng đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ nha. Cố lên, mình không gặp ông này thì còn ông khác. Rồi hồi lúc đó ông về ông có hứa với ba mẹ em gì không? Thì nói mẹ em hứa mẹ em đó, hứa nó là lo cho em mà rước em gì bỏ nó. Chết cũng được nữa. Rồi đám cưới lớn không? Dạ. Đám cưới lớn không? Dạ lớn rồi đó, đám cưới ông kia lấy tiền người ta mà mẹ em đòi lấy tiền mà ông không cho, ông nói ông có lấy tiền ai hết trơn á, mẹ em không có lấy tiền ai. Là anh tưởng mình ta đi đám cưới lại ha? Dạ, người ta đám cưới mà gái em là ý nghĩa là mẹ em phải lấy tiền. Cũng như ta đi hiệp là phải lấy tiền. Dạ, mà ông không cho. Ông cho lấy tiền. Rồi lúc đó là tiền đám là ai chịu? Dạ mẹ em chịu. Ủa sao mẹ em chịu mà ổng không cho người ta lấy đi tiền này sao? Dạ mẹ em cũng nghĩ gì đó, em chỉ nói là để ổng rước đi không phải làm á. Để làm lên mình kiếm tiền lại ha. Dạ kiếm tiền lại còn hơn nó nữa. Dạ với lại lo cha lo mẹ các nhà các cửa thì thôi. Với lại em nói đó bụi á. Rồi nhà đó là nhà của gốc của em luôn nhà hả? Gốc có thờ ông bà mà. Sao sao không kiếm chỗ nào ở mà ở nhà máy là bụi không sao ở? Dạ, nhà em nó có đất đâu ruộng nên chỉ có cái nền đó mà. Vậy là em được mấy chị em, hai chị em ha. Dạ. Còn nhóm em nữa. Dạ, dạ hai em. Đó thì là đợi tới mười mấy năm năm rồi. Em lớn không? Dạ em 29 ạ. 29 hả? Dạ, mà sao mà em biết nhà của con trai của chồng em mà em không biết? Đấy em không có giữ bé này đấy đi chơi ảnh rồi hay á. Rồi về ghé đâu sẵn rước anh hai luôn. À biết nhà luôn. Về nhà rước anh hai luôn ha. Dạ sẵn ngang đó là chuyến xe đó. Rước anh hai. Rồi lúc đó là ông về đây là em dẫn ông đi chơi chỗ này chỗ kia hả? Dạ cũng dẫn là đi xe đét một vòng lấy dung thôi chứ em không có đi du lịch. Rồi tối là ông ở đây hay là ông ở khách sạn? Dạ cũng ở nhà em mình. Cũng ở đó ha. Dạ. Rồi lúc đó đám cưới mình là mày lớn hơn nhiều không? Dạ đông chứ, đâu lấy tiền ai đâu mà. Nhà máy đó lần này kia nọ là ai cũng biết đó. Nhà máy
thấy dư vậy cũng có ai ngày xưa là tại vì tao mới nghe là đại đám cưới miễn phí luôn. Đám cưới miễn phí luôn chứ. Ừ. Đúng rồi. Nếu mà anh hỏi sớm em ai cũng biết đám cưới lớn mà không có lấy tiền. Nhưng mà tại sao mà ổng không cho lấy tiền mà ổng cũng không có đưa tiền đám làm sao mà? Thì em nói riêng anh đó, em đâu có nghĩ gì đâu, em chỉ là muốn đi ngoãn thôi. Cũng như là em muốn đi qua bên Úc để mà mình sau này mẹ mình làm kiếm tiền để gì vậy? Mình phụ gia đình ha. Dạ, mẹ em nói đi bả làm nó còn hơn ở bên đây nữa. Dạ. Vậy là tính ra vậy là gia đình cũng có tâm hả? Việt Kiều lấy lê à? Nghe lời Việt Kiều. Dạ mấy cậu rồi mấy chú rồi ai cũng biết hết mà. Ở đó nội còn sống. Nói chung là cũng đâu ai nghĩ là cái câu chuyện mà nó xảy ra đến bây giờ mười mấy năm mà không rước được em đi. Mà cái thời điểm đó là nói là cưới xong rồi bao lâu rồi nói hứa rước em? Dạ 2-3 năm rồi. 2-3 năm rồi rước em. Cái thời điểm đó là em có nghe người bạn bảo lãnh là 5 năm. Nói chung Úc được 5 năm. Nếu mà có con thì rước 2 năm 3 năm bước lên. Tới năm nay nó 13 năm. Nhưng mà phải đăng ký kết hôn mới rước được chứ mà. Em không đăng ký kết hôn sao rước? Rồi lấy khẩu khẩu dịch ra rồi em cũng lạnh đó. Em cũng vẫn câu vậy thôi mà em cũng không biết nữa. Mà làm đâu có sách giấy vậy nè. Vậy là em biết chữ gành không? Dạ em biết chữ thôi chứ. Biết tiếng Anh rồi không biết nha. Dạ không, em học có lớp 6 rồi. Rồi về rồi em cũng dẫn ông đi lại sớm mà cô dì chú bác đồ chơi này kia rồi ha. Có nội rồi, đám dỗ nội rồi, cái nội cũng bình thường. Thì lúc đó ông nội bà nội còn sống không? Dạ ông nội thì mất hồi ba em còn nhỏ tới giờ. Bà nội thì còn vẫn còn sống. Bà nội vẫn đi sân bay rước đồ này chứ nội. Ừ, cũng đi rước cháu rể ha. Dạ. Mấy cô rồi nè. Nhưng mà đâu có ai ngờ đâu mà tới mười mấy năm mà không rước. Thì là sợ cái ông này là ông dụ em nó bảo lãnh đi. Nhưng mà không có bảo lãnh đi. Em mới nghĩ là bên đó ổng có thêm người vợ khác không? Từ hồi không gọi á. Ừ. Thì em nghĩ chắc có người khác lắm. Chắc là có vợ khác. Dạ có một lần á, em có nghe là nói có cái cô nào á mới nhà mà không có chồng. Tự nhiên cái mắt liên lạc em phải chuyện tình lại. Em nói mẹ chắc đang quen nữa. Cái cô đó gì á mà sao không điện con nữa. Nó quay qua cái nghe nói ổng nói là cái người đó không có đàng hoàng, ăn nhậu lè bè. Nó quay lại gọi em. Chứ bây giờ không biết mẹ em cũng nghĩ chắc có quen ai. Chắc là quen ai rồi. Nhưng mà theo như anh nghĩ chắc là Tết ổng còn khỏe nhưng bây giờ ổng lớn tuổi thì sợ ổng yếu. Với em thấy giờ ở dưới giờ quê em mình không có liên lạc được thôi. Ở dưới quê mình người 70 tuổi là cứ như đi cũng không nổi rồi đó. Em cũng không biết. Tại vì về Tết thì cũng biết từ hồi Tết tới giờ. Ông bự con không? Dạ người Việt á. Cũng bự nhỏ con này không? Lục. Cũng cỡ như cô Bảy cho em. Bây giờ năm em mấy ký. Bây giờ em có nên gửi cho ông một bài hát là không? Cú hát nào không? Dạ em không biết hát gì đâu. Em biết nói gì. Đó giờ là em ở đây là cưới mười mấy năm nay là em không quen ai luôn hả? Ừ, chung thủy với chồng mà chồng vậy đó ha. Thì em nói giống cha với mẹ thôi như ngày xưa đó, bây giờ em thấy phức tạp. Phức tạp đó ha. Đúng rồi. Người này quen người kia. Không mà nếu bây giờ mà đăng clip này lên mà ổng gọi về ổng nói giờ anh hết thương em thì em có lấy chồng nữa không? Dạ nếu cha mẹ chịu đâu thì em lấy thì em. Giờ em nghe lời ba mẹ ha. Chứ không có nghe lời mà tự mình tìm nữa ha. Ở cái người bạn em ở bên đó là có biết ông này không? Dạ biết mà bây giờ làm như chắc em nghĩ chắc lớn tuổi chắc mắt. Hồi đó là dắt cũng hơi lớn tuổi. À hồi đó là bạn em là bạn sao? Còn thành người đó. Không đó, bạn bên Úc em là sao biết? Dạ, sao em biết? Tình cờ biết không? Giống như em biết anh. Dạ người đó cũng tên là Bạc. Tên Bạc. Mà làm như người đó em cũng còn thành đó vậy. Mà cái ông đó lớn tuổi luôn hả? Dạ, chồng em tên gì? Dạ là tên là Đinh Văn Khang. Đinh Văn Khang. Vậy là cái ông lớn tuổi với cái ông kia là chắc hai thằng bạn với nhau à? Em cũng biết. Ông Bạc là sao với em nữa? Em Bạc đó đó. Bạc là thằng làm mai hả? Dạ đúng rồi, đăng báo vậy mới. À, Bạc là làm mai ha. Rồi thôi bây giờ thì tụi anh chia sẻ gì đi ha. Tụi anh đăng lên. Để rồi ổng có điện về không thì em nghe điện thoại rồi giải quyết làm sao đó là giải quyết ha. Rồi chào khán giả đi rồi có gì tụi anh đăng lên là có nếu mà có liên lạc thì anh sẽ liên lạc với em ha.
hoặc là bên kia nó có gọi cho em thì cũng báo cho anh biết nha. Dạ, biết.